Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện nhất tiếu, truyền thể thành phim Hoàn Tâm Ký của tác giả Xí Dực Thiên Vũ. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 1 Tháng 3, thời điểm hoa đào nở rộ. Cơn mưa xuân vừa tảnh, trong không khí còn vương chút ẩm ướt. Tiếng hát du dương của các ca nữ hòa cùng tiếng đàn sáo truyền ra từ tòa các tinh xảo nằm khuất dưới những hàng liễu càng tô thêm sắc đỏ cho những hàng hoa dưới tảng cây hai bên đường phố ngày mưa, điểm thêm sự hoa lệ. Một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vén rèm lên, để ánh nắng hoàng hôn len lỏi vào gian phòng mờ mịt, lông mi của người đang ngủ trên giường khẽ run, sau đó mở mắt, con người đen lấy nhìn về phía đám mây viền vàng nơi chân trời, lười nhác vươn vai. Không thể để cho ta nằm thêm một lát nữa à? Trong thính đường diễn ra một màn ca hát mua vui xa hoa lãng phí các vũ cơ đều ăn vận mỏng tanh, trương ra một nụ cười câu hồn cùng động tác nhảy múa huyền chuyển, tất cả mọi người đều chăm chú xem họ đến không chớp mắt. Hộ vệ bình lăng thành phong tử nguyên ngồi ở một bên tuy là trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng trên trán sớm đã lấm tấm mồ hôi, hắn trộm mó nam tử đang dây dưa trêu đùa cùng diễm xu kia, trông người nó có vẻ không có gì là khó chịu, nên hắn có chốt thở phào nhẹ nhõm lần này vương triều cầm tú mở rộng quân đội bình lăng được trao cho trấn nam vương cai quản quân sự nam tử tên ninh phi này là thủ hạ đắc lực nhất của trấn nam vương thay mặt cho trấn nam vương đến bình lăng để chiêu mộ quân đội vậy nên phong tử nguyên dồn hết tâm tư muốn lấy lòng sứ thần nếu mỹ nữ kia mà phá hỏng tâm tình của sứ thần chẳng phải hắn mất nhiều hơn được sao hát múa vừa xong bên ngoài chợt vang lên tiếng rèm hạt mỏng manh va vào nhau một thiếu nữ xinh đẹp sáng ngời bước vào, nàng hơi cúi đầu xuống, quỳ hành lễ. Tiểu thư đang cùng khuê mật đàn ca, không tiện rời khỏi tiểu viện. Đại nhân nếu muốn gặp tiểu thư, xin mời ngài đến thanh nguyên cư một lát. Phong Tử Nguyên thở dài một hơi, mỉm cười đứng lên, ninh đại nhân, xin mời. Ta không có hứng thú. Ninh Phi không chút quan tâm trả lời, vẫn chỉ chú ý đến Diệm Su trong lòng ngực phong tử nguyên quýnh lên đại nhân đừng giận kỳ thật kiêu ngạo thật bất quá chỉ là cố làm ra vẻ cũng chỉ là sướng kỹ mà thôi ninh phi nở một nụ cười không rõ tâm tư nếu là người kiêu ngạo thật sự sao có thể chấp nhận mang bản thân đến nơi này để làm cần câu cơm tiểu tì một bên đang im lặng bỗng nhiên lại mở miệng nếu không phải được bậc tôn quý như đại nhân đây yêu ái tiểu thư thanh liễm sao có thể nổi tiếng khắp bình lăng như vậy. Đại sành bỗng nhiên rơi vào an tĩnh, các vị quan khách đều liếc nhìn sắc mặt của Ninh Phi. Phong tử nguyên không kịp mở miệng của trách, Ninh Phi bỗng nhiên mỉm cười, được, nếu tiểu tỷ đã nói như thế dẫn đường đi. Bước vào cánh cửa nhỏ, liền thấy một khoảng sân trang nhã, ánh đèn vàng mờ ảo hòa cùng hoa cỏ cây cối rất thích mắt. Sau khi vòng qua một hành lang, một luồng hương thơm sảng khoái phả vào mặt, Ninh Phi không khỏi hít một hơi thật sâu, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười trong trẻo vọng ra từ một căn phòng bên trong sân, phá lệ trong đó một giọng nói vui vẻ khẽ truyền ra. Tuyết ảnh hôm nay tâm tình rất tốt, ngươi còn không mau xin nàng giúp ngươi đàn lại ca khúc lần trước, bằng không lần sau ở chính đường. Giọng nói tuy nhỏ, nhưng đến tai Ninh Phi lại như tiếng sấm vang, hắn đầy tiểu tỳ dẫn đường phía trước ra một bên lao về phía gian phòng các nữ tử trong phòng vì tình huống bất ngờ này mà kinh hô lên đợi đến lúc đã nhìn rõ từng người một trong phòng ninh phi bỗng trở nên sửng sốt trong đó có một nữ tử đang lười biếng dựa vào ghế quý phi cùng những người khác đàm tiếu thấy có người đột nhiên xông vào ánh mắt liền lộ ra vẻ cảnh giác sau khi thấy rõ người tới là ninh phi trong thoáng chốc lại có phần kinh ngạc ngay sau đó lại khôi phục bình thường mỉm cười hỏi công tử đây cũng tới nghe đàn sao không đợi ninh phi trả lời một nữ tử đang đánh đàn ở một bên tức giận đứng lên chống nạnh quát lớn lễ nghĩa của ngươi bị chó tha rồi sao cứ vậy mà xông vào ninh phi không thèm để ý tới nàng chỉ chăm chú nhìn nữ tử ngồi trên ghế quý phi mái tóc dài buông thả ý cười nhàn nhạt, nhạt chiếc áo khoác ngoài to rộng che đi toàn bộ đường cong trên cơ thể nàng toàn thân không một chiếc trang sức đây vẫn luôn là phong cách ăn vận của nàng. Nhưng vì sao nàng lại ở chỗ này? Ngươi! Đón nhận ánh mắt đánh giá hắn, nàng đứng lên, từng bước từng bước đi về phía hắn, thiếp tên gọi thanh liễm, công tử muốn nghe khúc hay chơi cơ. Thấy Ninh Phi ngây ngốc đứng hình, nàng nở nụ cười, chỉ vào tấm mảnh bình phong dẫn vào sảnh trong, hay là nghỉ ngơi sớm chút. Không khí phảng phất ngưng lại, nữ tử đánh đàn sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu của nàng, liền hậm hực dọn đi đàn cổ trên bàn, mang theo cả các nữ hầu còn lại lui ra ngoài, ngay cả tiểu tỷ dẫn đường ban đầu muốn tiến vào cũng bị nhốt ngoài cửa. Nhất tiếu, người tại sao lại ở chỗ này bọn ta đều cho rằng ngươi đã chết, thật không ngờ ngươi lại ở chỗ này. Ninh Phi siết chặt nắm tay, sợ bản thân mất không chế muốn bóp chết nàng, nàng rào hoạt chớp chớp mắt, chủ động vòng tay qua cổ hắn, ngọt ngào ở hắn bên tay hỏi. Ta vẫn còn sống đấy, sao nào, muốn trói ta đem về trị tội sao? Ninh Phi giật mình, vô ý đẩy nàng ra khiến nàng lảo đảo ngã ngồi vào chiếc ghế quý phi. Nàng cũng không để ý nhân thể nằm xuống, nheo mắt nhìn hắn, nhiều năm không gặp, người vẫn thô lỗ như vậy. Ninh Phi cắn răng nhìn nàng, thật không thể tin được, người người tại sao lại xa đọa thành như vậy. Nàng mỉm cười nghịch nghịch lọn tóc, nhân sinh ngắn ngủi nếu không tranh thủ hưởng thụ có thể sẽ không còn có ngày mai đâu đúng rồi ta hỏi ngươi người kia hắn có còn nghĩ tới ta hay không nếu có kêu hắn đến đây gặp ta ta sẽ vì tình cảm xưa kia mà có thể không thu tiền qua đêm của hắn hít sâu mấy hơi hơi thở hỗn loạn của ninh phi cuối cùng trở lại bình thường hắn chăm chú nhìn nàng hồi lâu cuối cùng không nói lời nào quay người bước về phía cửa vừa mở cửa ra nàng liền gọi một tiếng ninh phi, động tác của hắn dừng lại, nàng đè thấp tiếng nói cười hỏi. Người thật sự không cần ta. Oanh một tiếng, hắn đập tan cửa mà đi, sau lưng truyền đến giọng cười phóng túng của nàng. Hắn đi nhanh trở về đại sảnh, cho đám ca vũ lui đi hết, phân phó phong tử nguyên, đưa hoa gian các chủ tới đây cho ta. Phong tử nguyên thấy sắc mặt hắn kỳ lạ, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đi. Chỉ chốc lát sau, một nam tử độ trung niên bước nhanh đi theo sau phong tử nguyên tới phòng khách, còn không chờ người kia kịp ổn định chỗ đứng. Ninh Phi đã đi thẳng vào vấn đề, ta muốn chuộc thân cho thanh liễm, người mau ra giá. Trung quanh vang lên tiếng thở hổn hển, nhưng không một ai dám đưa ra ý kiến. Nam tử ngạc nhiên trả lời, bẩm đại nhân, thanh liễm là tự nguyện gia nhập các, bảy năm nay nàng vẫn chưa ký vào bất cứ khế ước nào, nếu đại nhân lời còn chưa dứt ninh phi bỗng dậm chân hét lớn khi mọi người vẫn còn đang ngơ ngác thân ảnh hắn đã phi khỏi phòng khách nhưng chỉ chốc lát sau lại trở lại đầy tức giận ngồi vào chỗ cũ im lặng một lúc ninh phi chợt mỉm cười nhìn về phía mọi người các ngươi sao lại im lặng như vậy yến hội mà không náo nhiệt thì còn gì là yến hội sau khi ngẩn ra một lát mọi người mới từ từ khôi phục vẻ thân thiện hắn mới vừa rồi thoáng chốc tức giận đùng đùng sau đó lại đột một thu liễm thái độ thay đổi xoành xoạch làm mọi người ở đây đều nhịn không được nghi hoặc vạn phần nhưng lại không dám hỏi nhiều ninh phi lại chịu diễm su đến bên cạnh trông biểu tình của hắn như thể chưa từng xảy ra chuyện gì chỉ là đáy mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia cảm xúc chuyện này thật giống như lúc trước nàng xuất hiện trước mắt hắn rồi lại lập tức biến mất không tung tích chỉ sót lại mùi hương lưu trên vạt áo do nàng chạm vào nhắc nhở hắn, việc nàng trở lại kia không phải là mơ. Phải thông báo chuyện này cho Điện Hạ càng sớm càng tốt, hắn không thể tưởng tượng được, nếu Điện Hạ biết được tin tức này sẽ phản ứng như thế nào đây. Phó Nhất Tiếu khoác chiếc áo choàng tuyết sáng lấp lánh màu bạc bên trên điểm lưu văn, mái tóc đen buộc cao lỏng lẻo được cài thêm một cây châm màu lam thủy lưu ly thoa, chân trần đứng ở phía trước cửa sổ, tĩnh lặng như tiên một nữ tử đẩy cửa tiến vào, vừa ngừng đầu liền phát hiện nàng đứng ở trước cửa sổ. Nàng ta giật mình, bị hù đến run rẩy lấy tay xoa xoa ngực. Nàng ta dỗi nói, ngươi ở trong phòng cũng không thèm thắp đèn, ngươi xem tối lửa tắt đèn, ta tưởng rằng ngươi lại đi ra ngoài rồi, vừa nói. Nàng ta vừa dùng mọn đèn dầu thắp lên từng ánh nến trong gian phòng, thông qua ánh đèn dầu đông đưa, khuôn mặt của nữ tử vừa mới bước vào hiện ra, không ai hết chính là nữ tử đánh đàn kia. Nhất Tiếu đi đến bên cạnh bàn trống cằm ngồi xuống, lười biếng nói, tuyết ảnh, sắp Tết Trung Nguyên rồi, nếu ngươi còn không quay về, e là lăng thúc sẽ tới nơi này bắt ngươi. Tuyết ảnh tắt đi ngọn đèn dầu, ngồi vào chỗ bên cạnh Nhất Tiếu. Chúng ta cùng nhau trở về được không? Nếu chỉ mình ta trở về, chỉ sợ cha sẽ nhốt ta lại không bao giờ cho ta ra ngoài nữa. Nhất Tiếu suy một tiếng, đừng giả bộ đáng thương nữa, chỉ cần ngươi đem cây kéo kề vào cổ cả lăng gia ai mà dám nói không nữa. Tuyết ảnh lập tức nhớn mày liễu, nắm chặt tay dùng sức đấm nàng, người lúc nào cũng đem chuyện cũ năm xưa ra chọc ta, một ngày nào đó ta mà giận thật, ta liền trở về không bao giờ quay lại nữa. Nhất tiếu cố tình hoảng sợ né tránh, cố ý bắt chước giọng điệu của diễn viên sân khấu kịch kéo dài âm đuôi giả khóc dòng nói. Tướng công, người thật tàn nhẫn a à. Tuyết ảnh cuối cùng nhịn không được phì cười, đệ nhất vô lại cả hai cười đùa trong chốc lát nụ cười của nhất tiếu dần dần nhạt đi cuối cùng nhẹ giọng nói ta biết ngươi lo lắng ngươi nhanh trở về đi ta sẽ không có việc gì tuyết ảnh thở dài ngươi đừng gạt ta đã trốn nhiều năm như vậy rồi đột nhiên bị bọn họ phát hiện ở chỗ này không tìm mọi cách bắt ngươi trở về mới là là nhất tiếu không nói gì thật lâu sau mới cắt lời ta chuẩn bị đi lục thành Tuyết Ảnh kinh hãi nhảy dựng lên, "Ngươi điên rồi, không có lý do gì phải tự đưa mình tới cửa ngươi muốn mình lại phải nhảy xuống vách núi một lần nữa sao?" Nhất Tiếu lắc lắc đầu, "Có một số việc phải gặp mặt trực tiếp làm rõ, nếu không lòng ta không thể yên, vĩnh viễn cũng không thể yên, trốn chạy chung quy không phải biện pháp." Tuyết Ảnh nhìn nàng một lúc lâu, thở dài, đứng dậy, Nhất Tiếu níu lấy ống tay áo nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, "Khi nào ngươi đi?" cung bạc của ngươi sợ giờ cũng đã dỉ sắt cả rồi. Ta giúp ngươi đi lau lại nó một chút, tuyết ảnh nói, không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài. Nhất tiếu quan sát thân ảnh của tuyết ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm, cuối cùng dừng ở cây cung dài treo trên tường, nhất tiếu nhẹ lầm bẩm, Cũng đã bốn năm không dùng tới, dì sắt cũng đúng, nhưng mà cung ở chỗ này, ngươi lại muốn đi đâu lau hà. Trong căn phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ còn lại tiếng lửa nến lách tách. Chương 2 Trên bãi săn của Lộc Thành, một thiếu nữ thúc ngựa đuổi theo một đám cửu hoang đang chạy tán loạn, nàng nhẹ nhàng mà thành thục dương cây cung trong tay lên. Khi dây cung rung động cũng là lúc mũi tên bay vút vào không trung. lúc này một con cửu hoang ré lên rồi ngã gục, bên trong sân tức khắc vang lên tiếng reo hò. Nhất tiếu nếu sinh ra là nam tử, e là đã sớm vượt qua chúng ta, Ninh Phi chạy lên vài bước, tính đón lấy nhất tiếu đang thúc ngựa trở về. Tiêu Vị Nhiên theo ở phía sau cười nói: "Nếu nàng mà là nam tử, không biết điện hạ còn phải vì nàng mà nhọc lòng bao nhiêu nữa đây." Nhất Tiếu năm 17 tuổi, trên lưng đeo một cây cung dài cùng những mũi tên, hai hàng lông mày cùng ánh mắt toát lên vẻ anh khí ngời ngời, chân vừa chạm đất. Đến nhìn Ninh Phi cùng Tiêu Vị Nhiên một cái nàng cũng không thèm nhìn, chỉ chăm hướng về người phía sau bọn họ nói lớn: "Cung thuộc về ta rồi nhé." hạ tĩnh thạch từ từ nâng đôi mắt đối diện với cặp mắt đen như mực sâu không thấy đáy của nàng giống như khuấy động một dòng nước mùa thu sóng sánh trong mộng một đóa hoa đỏ rực nở rộ làm con người ta lay động khóe miệng hắn chợt mỉm cười như ngươi mong muốn kỳ thật cung kia hắn vốn dĩ muốn đưa cho nàng chẳng qua nhất thời nổi hứng muốn chiêu chọc nàng nên hắn mới đưa ra yêu cầu nếu nàng có thể bắn hạ một con thú đang chạy trong vòng năm hơi thở thì cung này thuộc về nàng Nhìn thấy nàng vui vẻ hớn hở nhìn ngắm cầm cây cung bạc tỏa sáng lấp lánh trong tay, Tiêu Vị Nhiên nheo má nàng. Nhà đầu này, một chút lễ nghĩa cũng không có, sao có thể ăn nói vô lễ với điện hạ như vậy? Người thật là rong dài điện hạ không ngại đâu, nàng đem cây cung trong tay khoác lên trên vai, xoay người chạy về phía Ninh Phi. "Ninh Phi, mau mau cùng ta đi thử cung mới." Ninh Phi vừa mới đem cương ngựa trao lại trong tay nàng, phía sau chợt truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập. Điện hạ, các vị đại nhân. Một thị vệ trong vương cung nhanh chóng phi nước đại về phía bọn họ. Khác với thái độ ôn hòa mới vừa rồi, đôi mắt đen của hạ tĩnh thạch khi này nheo lại lóe lên vẻ sắc bén. Xảy ra chuyện gì? Thị vệ dục ngựa chạy đến gần, sau đó vội vàng xuống ngựa, quỳ xuống ngay ngắn. Thánh đế bệ hạ chuyển ý chỉ, thình điện hạ mau chóng đi nghênh chỉ hạ tĩnh thạch khẽ gật đầu. Biết rồi, bổn vương sẽ trở về ngay. Vừa nói, hắn vừa đảo mắt nhìn về ba người phía sau, các ngươi cùng đi theo ta. Nhất tiếu vốn rất muốn đi thử cây cung mới, nhưng hạ tĩnh thạch đã nói vậy nàng cũng không thể trái lệnh, đành ủy oải theo ninh phi cùng tiêu vị nhiên leo lên ngựa, đi theo sau hạ tĩnh thạch về vương thành. Nàng sinh ra trong một gia đình quan văn nổi danh ở vương triều cẩm tú, Mẫu thân nàng vốn chỉ là một nữ tỷ ở phó gia không địa vị, do đó cũng không ai quan tâm để ý đến nàng, cho nên nàng suốt ngày cùng đám nam hài tử rong ruổi ở bên nhau, từ đó tạo nên tính cách thoải mái ngay thẳng, cùng Ninh Phi kết thành tâm đầu ý hợp. Sau này bởi vì Ninh Phi gia nhập quân ngũ, cho nên hắn mới có cơ hội giới thiệu nàng với chấn Nam Vương Hạ Tĩnh Thạch, lại trong một đại hội võ thuật sau đó. Nàng xuất sắc khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh ngạc trước tài năng bắn cung thiên bẩm của mình, cũng giành được sự đánh giá cao từ Trấn Nam Vương. Tuy là tuổi còn nhỏ nhưng được đặc cách gia nhập, sẵn sàng trở thành thủ hạ đắc lực dưới trướng Trấn Nam Vương. Ban đầu nàng được giao chức giáo úy, sau khi chiến loạn bình ổn, thăng chức thành đô úy. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn dùng ánh mắt sùng kính dõi theo Hạ Tĩnh Thạch nàng ngưỡng mộ từng cử chỉ giơ tay nhấc chân biểu lộ sự cao hoa kia của hắn nàng ái mộ mỗi một phân khí độ toát ra từ con người hắn vì để có thể luôn ở bên cạnh hắn nàng đã cử tuyệt sự theo đuổi của rất nhiều vị tướng quân trẻ tuổi triển vọng cơ thế tuổi tác nàng càng lúc càng lớn bà mối tìm tới cửa cũng càng ngày càng ít nàng cũng không quan tâm nhưng hạ tĩnh thạch vẫn luôn thờ ơ với nàng không chỉ riêng đối với nàng hắn đối với tất cả mọi người đều giống nhau lúc gần gũi lúc lại xa cách nhưng nhiều đó chưa đủ để làm nàng nản lòng chỉ cần có thể khiến hắn nhớ mày nàng cam tâm đánh đổi tất cả những gì nàng có nàng cũng không biết tình mình cuối cùng sẽ đi về đâu nàng chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh hắn cùng hắn bầu bạn khâm thử vị quan truyền chỉ kéo thật dài âm cuối rồi cười tủm tìm gấp chiếu chỉ lại tiểu thần nghe nói liên hôn lần này là do công chúa diễn dương đích thân muốn gả cho điện hạ ngay cả công chúa của địch quốc cũng bị hớp hồn trước phong thái khuynh đảo điện hạ điện hạ thật là ý chỉ này không thể tiếp phó nhất tiếu đang quỳ ở phía sau bỗng nhiên nhảy dựng lên khiến cho vị quan truyền chỉ sợ đến giật mình nhất tiếu đừng làm loạn tiêu vị nhiên quét mắt qua hạ tĩnh thạch nhìn vẻ mặt hắn không rõ tâm tư tiêu vị nhiên liền lên tiếng ngăn nhất tiếu Nhất Tiếu vẫn bướng bỉnh đứng đó, đôi mắt to nổi giận đùng đùng chừng mắt với quan truyền chỉ. Điện hạ mấy năm nay vì chiến sự ở biên cương mà luôn bị mất ngủ, hiện tại rất vất vả chiến sự mới bình ổn, chỉ mới sống yên ổn được mấy ngày. Thánh đế sao có thể để người cùng địch quốc liên hôn được cơ chứ? Không đánh giặc nữa nên liền hết giá trị lợi dụng phải không? Vị quan truyền chỉ lắp bắp trách mắng, to to gan thần, lãnh chỉ tạ ơn mặc cho nhất tiếu bên này náo loạn, hạ tĩnh thạch bên kia đã cúi đầu nhận chỉ. Điện hạ, nhất tiếu hô lớn, hắn vẫn thờ ơ cười nhạt với vị quan truyền chỉ nói. Bổn vương cai quản thuộc hạ không nghiêm, đã khiến thánh sứ chê cười rồi. Sau đó hắn quay lại nhìn nhất tiếu nhưng toàn mặt đều trở nên nghiêm khắc. Phó đô ý trông đối thanh sứ, lãnh phạt 30 quân trường. Điện hạ. Ninh Phi kinh hãi nhảy dựng lên. Nhất tiếu từ nhỏ đã quen nói năng không kiềm chế. Cầu xin điện hạ niệm tình nàng vẫn chỉ là một nữ tử, có thể miễn đi hình phạt này. Hạ tĩnh thạch còn chưa mở miệng, nhất tiếu đã cười lạnh chế nhạo. Người cầu xin làm gì là ta không biết tốt xấu, thiếu chút nữa phá hỏng chuyện tốt của hắn. Tăng thành 50, hắn không vui nheo mắt, Ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai người Ninh Phi cùng Tiêu Vị Nhiên dường như còn đang muốn nói đỡ cho Nhất Tiếu. Ai còn dám cầu xin ân xá cho nàng nữa, sẽ tăng thành 70. Quân sĩ một bên hơi do dự tiến đến, phó phó đô úy, phó Nhất Tiếu quay đầu nổi giận quát, phó 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 cái gì, chỉ có 50 quân trượng thôi, nói lắp cái gì mà nói lắp. Hôm nay nếu ta kêu đau một tiếng, phó Nhất Tiếu, ba chữ này từ đây cứ đảo lại mà viết mắng xong nàng trừng mắt nhìn hạ tĩnh thạch một cái, rồi tự mình đi về phía giáo trường. Hạ tĩnh thạch thờ ơ quay đầu lại, đối mặt với vị quan truyền chỉ còn chưa kịp phản ứng với mọi chuyện kia hắn chỉ hơi mỉm cười. Bổn vương còn có chút quân vụ cần xử lý, không thể tiếp ngươi nữa người đâu, đưa thánh sứ đến thiên điện nghỉ ngơi. Dứt lời, hắn bỏ lại Ninh Phi cùng tiêu vị nhiên đang lo lắng nhìn chằm chằm, đi về phía hậu xanh. Ninh Phi dừng chân nói, Nhất Tiếu từ nhỏ đã như vậy, tính tình ương ngạnh khi tức giận thậm chí có thể giết người, Điện Hạ vẫn nhất quyết cùng nàng phân cao thấp. Chịu 50 quân trượng này, cho dù thân thể có làm bằng sắt đi chăng nữa thì cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể rời khỏi giường. Nhất Tiếu chỉ là nữ tử sao có thể chịu được. Tiêu vị nhiên trầm ngâm một lát, chúng ta cùng nhau đi cầu xin giúp Nhất Tiếu đi. Ninh Phi cả kinh, vội níu lấy Tiêu vị nhiên đang toàn bước đi kia. Người điên rồi, người làm vậy là hại chết nhất tiếu. Người không nghe điện hạ nói sao, ai còn cầu xin nữa người sẽ tăng thành 70 trường. Tiêu vị nhiên liếc hắn một cái. Người mới điên, lời vừa rồi của điện hạ chỉ để xoa dịu vị quan truyền chỉ, bằng không nếu để vị quan kia bẩm báo lên thánh đế, tội kháng chỉ cộng thêm tội miệt thị thánh chỉ, nhất tiếu còn có thể có kết cục như thế nào nữa hả? Nói xong hắn đẩy tay Ninh Phi ra, đi đến chỗ của hạ tĩnh thạch nhất tiếu gắt gao cắn đốt món tay cố nén đau không ngừng dặn bản thân ngàn vạn không được rơi nước mắt từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai trách phạt đánh nàng huống chi là ở trước mặt nhiều người như vậy sự tự tôn của nàng bị tổn thương còn nặng hơn cả vết thương trên người nàng hắn vậy mà thực sự sắp thành thân cưới một nữ nhân hắn còn chưa từng gặp mặt nữ nhân kia chưa bao giờ theo hắn đi đánh giặc chưa bao giờ vì bảo vệ hắn mà túc trực suốt đêm chưa bao giờ giúp hắn băng bó vết thương, chưa bao giờ vì hắn mà giết người. Nữ nhân kia ngoài thân thế hiền hách ra thì cái gì cũng đều không có. 15, 16, 17. Chấp quân pháp giáo quan cứ một phách, một phách mà đếm. 17, nàng cũng 17 tuổi, nữ nhân trong gia tộc ở tuổi này đều đã là mẹ ca rồi, cho dù có tệ đến đâu thì ít nhất họ cũng có một được vị phu quân tôn trọng nhau như khách, mà nàng thì sao? nàng vì bảo vệ hắn hắn mà suốt ngày đi theo phía sau một đám đại lão gia lăn lê bò lết cùng bọn họ chén lớn chén nhỏ uống rượu ăn thịt có lúc đến chính nàng cũng quên mất bản thân cũng là một nữ nhi a à. bỗng nhiên trượng phạt ngừng lại trước mắt nàng xuất hiện một đôi ủng thanh lụa cầm là hắn tới vừa ngẩng đầu nàng liền bắt gặp ánh mắt cười như không cười của hạ tĩnh thạch sao rồi đã biết sai chưa nhất tiếu ngước khuôn mặt bướng bỉnh lên thần biết thì sẽ tự mình nói, chỉ là thần không hiểu được hai chữ kia phát âm như thế nào, điện hạ. Nàng cố ý nhấn mạnh mấy từ đầu, sau đó cười lạnh, nàng còn cho rằng hắn sẽ tức giận, nhưng cuối cùng hắn chỉ nhẹ nhàng cười. Đúng là một nha đầu mạnh miệng được, niệm tình công lao mấy năm nay của ngươi, miễn số trưởng phạt còn lại. Vừa dứt lời, Ninh Phi liền tiến đến ôm lấy nhất thiếu từ trên ghế phạt vô tình động đến vết thương khiến nàng đau đến nhe răng trợn mắt. Tiêu vị nhiên ở sau lưng bất đắc dĩ nhắc nhở nói. Nhẹ một chút người nghĩ cơ thể nhất tiếu làm bằng sắt chắc. chương 3 Ngả người nằm trên giường để thị nữ bôi thuốc cho nàng. Nhất tiếu thỉnh thoảng rên nhẹ. Ai nha? Nhẹ tay chốt thôi, cuối cùng cũng xong. Cả người bôi thuốc và người nằm trên giường đều ướt đẫm mồ hôi. Thị nữ nhẹ nhàng kéo tấm chăn gấm lên cho nàng, cúi chào rồi nhanh chóng đóng cửa lui ra hoảng hốt nằm sấp trên giường nhất tiếu nghe tiếng cửa mở nhưng không quay đầu lại lẩm bẩm có thể bỏ cái chăn này ra không nặng như khối sắt ép vào vết thương của ta đau quá im lặng một lúc phía sau vang lên giọng của hạ tĩnh thạch bổn vương cứ nghĩ nhất tiếu là không biết đau cơ đấy a à, nhất tiếu giật mình bật dậy từ trên giường nhưng rồi lại kêu đau và nằm sấp xuống oán trách điện hạ đến để chê cười ta sao? Hạ tĩnh thạch từ từ tiến lại gần, ném một lọ sứ lên giường. Đây là cao rán trị bầm tím tốt nhất, mau khỏi còn sớm đứng dậy. Cây công bạc ta đưa ngươi vẫn chưa dùng thử, không biết ngươi dùng có tiện không? Nghe giọng nói ôn hòa của hắn, nhất tiếu suýt nữa không kiềm được mà khóc, nàng cắn món tay, cố nén nước mắt vào trong. Một bóng người thoáng qua bên cạnh, hắn kéo món tay nàng ra khỏi miệng, xem ngươi kìa, cắn đến tím cả rồi, còn dùng hết sức cắn. Ngươi thật sự không biết đau, hay chỉ giả vờ không biết đau. Nói rồi, hạ tĩnh thạch mở nắp bình xứ, lấy một ít thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên món tay nàng. Người đó, qua bốc đồng rồi, hôm qua nếu ta không phạt ngươi, mà để quan truyền chỉ về báo với thánh đế thì đã không gặp chuyện phiền phức như vậy. Nàng ngây người nhìn sườn mặt của hắn, đôi mày cao ngạo nhưng không mất nét nhu hòa sống mũi thẳng sắc sảo đôi mắt đen sắc như ưng bờ môi mỏng lại luôn khẽ nở nụ cười nhưng nghe nói người môi mỏng thường bạc tình bỗng nhiên nàng rút tay ôm lấy eo hắn vùi đầu vào lồng ngực hắn điện hạ chàng không cần phải liên hôn có được không hạ tĩnh thạch không đẩy nàng ra ngay chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng nàng lại nói chuyện kiểu này hôm qua ai là người bị phạt bàn tử vậy? Chính là, nàng mặc kệ cơn đau trên người, nói một hơi, nhất tiếu nguyện làm thiếp, làm nô, làm tỳ của điện hạ, chỉ cầu mong điện hạ đừng đi. Hạ tĩnh thạch bật cười, người thật không tham lam, cùng lắm cũng chỉ muốn làm thiếp. Đừng đùa nữa, ý chỉ của thánh đế đã ban xuống, đợi khi ngươi khỏi hẳn, hãy giúp sắp xếp hành trang cho bổn vương chuẩn bị xuất phát ta không đùa đâu, nàng cố chấp xiết chặt cánh tay hắn. ba năm qua, nhất tiếu vẫn luôn ngưỡng mộ điện hạ. tay hạ tĩnh thạch dừng lại trên lưng nàng, ngươi tự hiểu rõ. những năm qua ngươi và bổn vương cùng nhau ra trận, vào sinh ra tử. ngươi coi bổn vương là ca ca, và bổn vương cũng chỉ xem ngươi là muội muội. nhất tiếu cười lạnh, ngắt lời hắn, e rằng chỉ có điện hạ nghĩ như vậy, còn nhất tiếu trước giờ chưa dứt lời bất ngờ bị hạ tĩnh thạch đẩy mạnh, nàng va vào mép giường, đau đến mức phải siết chặt tấm chăn gấm, nhưng vẫn cắn răng không kêu một tiếng, ngửa đầu trông đợi nhìn hắn. Điện hạ có thể làm gì nhất tiếu cũng được, chỉ cầu xin điện hạ đừng cưới công chúa gì đó. Phó nhất tiếu, ngươi còn chưa hiểu sao, hạ tĩnh thạch nhìn nàng từ đầu đến chân với đôi mắt sâu thẳm, bổn vương không cần bất cứ sự ràng buộc hay gông xiềng nào với tính cách cố chấp và tài năng hơn người của ngươi hai từ giảng buộc và gông xiềng liệu có thể đủ để miêu tả những điều đó không đó là điều khiến giữa ngươi và bổn vương không bao giờ có khả năng nhất tiếu nghẹn ngào kêu lên nhưng nhất tiếu thật lòng yêu điện hạ mà thật lòng hắn mỉm cười trong ánh mắt không một tia ấm áp yêu hay không đó là chuyện của ngươi liên quan gì đến bổn vương đâu nói xong hắn ném chiếc bình xứ lên chăn rồi bước thẳng ra ngoài nhất tiếu nhắm mắt lại cảm thấy trái tim dần tan vỡ lòng tự trọng bị dẫm đạp thành từng mảnh từng giọt nước mắt run rẩy rơi xuống từ khóe mi nỗi đau đến thấu xương dù từng bị thương trên chiến trường cũng chưa bao giờ đau đớn đến vậy nhất tiếu đừng làm nũng như trẻ con nữa tiêu vị nhiên dịu dàng khuyên nhủ nhưng phó nhất tiếu vẫn hối hả thu dọn đồ đạc bị điện hạ phạt một lần thì có gì đâu ta và những người khác cũng từng bị phạt mà ninh phi cũng cố gắng khuyên nhủ nhất tiếu lườm hắn một cái vòng qua rồi lấy hộp tên trên bàn ai ninh phi giữ tay nàng lại chờ chút đã ta đã phái người mời điện hạ đến chúng ta khuyên ngươi không nghe nhưng điện hạ nói thì chắc ngươi sẽ nghe mà nhất tiếu cuối cùng cũng ngừng lại hắn biết ta sẽ đi hắn chắc chắn sẽ không đến tiêu vị nhiên ngạc nhiên hỏi điện hạ biết ư sao người biết điện hạ sẽ không đến ừ nhất tiếu đáp lấy hộp tên buộc lên lưng ta đã xin từ quan và hắn cũng đồng ý sao có thể như vậy ninh phi lo lắng đến mức xoay vòng điện hạ sao có thể để ngươi từ quan chỉ vì chuyện nhỏ này nhất tiếu không trả lời nhìn vào đôi mắt nàng phảng phất nét u buồn tiêu vị nhiên đã phần nào hiểu được và ngăn ninh phi lại thôi đừng khuyên nữa, Ninh Phi dừng bước, nói, nhất tiếu là người tài năng nhất trong danh trại vương gia mà ta từng gặp. Người chẳng từng nói nàng thiên phu hiếm có. Nếu không khuyên, chẳng lẽ người muốn nhìn nàng ra đi như vậy sao? Trong khi hai người nói chuyện, nhất tiếu đã thu dọn xong, lấy cây cung bạc treo trên tường, quay người lại với vẻ mặt cười cợt thường thấy. Tốt rồi, từ nay không phải ngày nào cũng nghe cái giọng nhà quê thô lỗ của các ngươi nữa nàng bước đến gần hai người đấm vào ngực mỗi người một cái đừng bày vẻ mặt sầu não đó nữa khi nào các ngươi nghỉ về nhà chẳng phải vẫn có thể gặp ta sao ta vẫn chưa uống rượu mừng của các ngươi đâu đừng để ta đợi lâu quá nói xong nàng vẩy tay rồi bước đi thẳng bốn tháng sau trên con đường đèo quanh co ba trăm cấm vệ áo đen giáp đen vây quanh một chiếc kiệu lớn từ từ tiến lên phía trước Phía trước đoàn có lá cờ lớn thêu chữ vàng óng ánh, đây là đoàn rước dâu của vương triều Cẩm Tú đi đến Túc Sa quốc. Bên trong màn che rộng rãi, Hạ Tĩnh Thạch tựa nửa người nhắm mắt, trong tay vẫn cầm quyển sách đang đọc giờ. Ninh Phi thúc ngựa từ đầu đoàn quay lại, điện hạ, chỉ cần vượt qua hẻm núi phía trước là đã đến lãnh thổ Túc Sa. Bình mã của Túc Sa quốc chắc đã chờ sẵn ở biên giới. Hạ Tĩnh Thạch vẫn nhắm mắt, khẽ ừ một tiếng. Ninh Phi cúi chào rồi quay lại vị trí của mình. Trước đây, mỗi khi hành quân, Phó Nhất Tiếu thường dẫn đầu đội tiền tiêu, tiêu vị nhiên ở trung quân, còn Ninh Phi chốt ở phía sau. Sau khi Phó Nhất Tiếu giận dỗi từ quan, vị trí đô úy không ai đảm nhiệm, cũng không có người mới nào được để bạt lên thay thế. Vì vậy lần này phải điều Ninh Phi làm đội trưởng quân tiền tiêu, còn lại mọi việc giao hết cho tiêu vị nhiên. Nghĩ đến Nhất Tiếu, Hạ Tĩnh thạch nhíu mày, có lẽ hôm ấy mình nói hơi nặng lời, lúc nàng hồi phục đến xin từ quan về quê. Hắn cứ tưởng nàng chỉ giận dỗi, không ngờ ngày hôm sau nàng thật sự giao lại ấn tín và bảo phục, rồi rời khỏi Lục Thành. Ngày nàng rời đi, hắn đứng trên thành lầu nhìn theo bóng nàng. Nếu nàng quay đầu lại, hắn chắc chắn sẽ sai người đuổi theo đưa nàng về. Thế nhưng, cô gái cứng đầu ấy đã không một lần ngoái lại nhìn Lục Thành. Nhất Tiếu giống như Ninh Phi và Tiêu Vị Nhiên là người trung thành tận tụy, là đồng đội cùng vào sinh ra tử, thậm chí có thể xem là bằng hữu đáng tin cậy. Nhưng nếu biến tình cảm này thành tình yêu, thì hắn làm sao có thể chấp nhận được? Tình yêu giống như một chiếc áo ngoài lộng lẫy của yêu ma, dùng vẻ đẹp để che giấu sự đáng sợ bên trong. Khi nó tiến đến gần ngươi người sẽ hoàn toàn bị mê hoặc, thậm chí người sẽ không chờ nổi mà đưa tay ra đón nhận nhưng khi nó đã cướp đi trái tim ngươi thì bản chất thật sự sẽ lộ ra nó sẽ rời xa mặc kệ nỗi đau của ngươi không màng đến lời cầu xin của ngươi thay vì yêu lần nữa chẳng bằng chấp nhận sự sắp đặt của thánh đế cưới công chúa hí dương của túc gia quốc để đổi lấy hòa bình dài lâu giữa hai nước một tiếng huyết sáo sắc bén vang lên xé tan bầu không khí hạ tĩnh thạch lập tức mở bừng mắt vội vã vén màn che ra một đô úy thuộc kiêu kỵ quân cưỡi ngựa phóng tới, điện hạ, phía trước gặp mai phục, chưa rõ quân số đối phương. Chưa dứt lời, một mũi tên lông vút qua, xuyên vai của hắn, lực và chạm lớn đến mức hất văng hắn khỏi sườn núi. Con ngựa kinh hoàng hí vang, phát cuồng lao trở lại phía sau đoàn. Ánh mắt dừng lại trên mũi tên cắm ở lưng quân lính, đồng tử của hạ tĩnh thạch co lại, ngẩng đầu nhìn về hướng mũi tên bắn tới. Giữa cuồng phong, Phó Nhất Tiếu đứng đó, mái tóc đen rối tung bay trong gió, nhìn hắn với ánh mắt kiên định. Trong tay nàng cầm cây cung bạc quen thuộc của hắn, dây cung vẫn còn rung lên khe khẽ. Hắn nhảy xuống khỏi xe kiểu, nghiến răng ra lệnh cho cấm vệ đứng trước mặt mình, đưa cung tên cho ta. Cây cung nhanh chóng được truyền đến tay hạ tĩnh thạch, hắn vững tay đặt một mũi tên sắt lên cung, nhắm thẳng vào thân ảnh nhỏ bé trên vách đá, quát, còn không buông cung xuống. Ninh Phi và Tiêu Vị Nhiên cũng kịp thời tới nơi, vừa thấy tình huống căng thẳng, Tiêu Vị Nhiên bước nhanh lên, khéo léo che tầm bắn của cây cung đã kéo căng thành hình trăng tròn. Nhất Tiếu, đừng làm loạn nữa, xuống đây xin lỗi điện hạ đi. Nhất Tiếu chẳng nói gì, vẫn lạnh lùng, rút từ hộp tên một mũi tên, đặt lên dây cung. Kéo căng dây cung, dù gì cũng là cây chết, nếu các người muốn đến Túc Sa Quốc, thì hãy bước qua xác ta trước. Ninh Phi sớm đã mồ hôi lạnh đầm đìa Nhất Tiếu người điên rồi nói rồi tiến lên một bước dây cung bật lên một tiếng ong tiếng kinh hô vang lên từ các binh sĩ phó Nhất Tiếu ban mũi tên cắm phập vào đất chỉ cách mũi chân hắn một tấc phần đuôi mũi tên còn khẽ rung phó Nhất Tiếu vẫn giữ vẻ mặt vô cảm lại đặt một mũi tên mới lên cung Tiêu Vị nhiên mặt trắng bệch vừa định nói gì đó thì Hạ Tĩnh Thạch đã bước lên đi ra từ phía sau hắn. Điện hạ, tiếng kinh hô của Ninh Phi vang lên, ngay khi hạ tĩnh thạch buông tay khỏi dây cung. Mũi tên sắt xé gió lao đi, trong chớp mắt xuyên qua vai nàng. Phó nhất tiếu bị lực va chạm làm lảo đảo, ngã ngồi xuống đất. Bắt giữ nàng lại, hạ tĩnh thạch lạnh lùng ra lệnh, ném cây cung xuống đất, quay người bước lên kiệu. Màn che nhanh chóng buông xuống sau lưng hắn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 4 Đội cấm quân với thanh đao sáng chói đứng vững bên bờ vách, còn phó nhất tiếu thì ngồi dựa vào vách đá, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy. Nàng yên lặng ngồi, khép mắt, tay nhẹ nhàng gảy cung đàn bạc, từng nhịp ngân lên nghe nhẹ bẫng nhưng chứa đựng sự bi thương những câu hát buồn thương như trăng ngày lặn dần, nỗi nhớ xé lòng, muốn chút đi mà chẳng thể nào nhẹ nhõm, như áo bám bụi chẳng thể giặt sạch. Ninh Phi gần như không kìm được nước mắt rưng rưng. Nhất Tiếu, người bạn thanh mai trúc mã, người bạn đã cùng ta chiến đấu suốt ba năm trời. Giọng tiêu vị nhiên đầy bất đắc dĩ. Nhất Tiếu, nếu nàng tự nguyện buộc mình chịu tội, ta và Ninh Phi sẽ thay nàng cầu xin điện hạ. Nhưng nếu nàng cố ý đi một mình, nàng sẽ khiến chúng ta thành kẻ bất nghĩa. Vạt áo của phó nhất tiếu phấp phới trong gió, nàng lặng lẽ nghe hết lời hắn nói mà không đáp lại chỉ đưa cây cung bạc lên vai, cúi đầu khẽ chỉnh lại bộ y phục hỗn độn bằng bàn tay chưa bị thương. Ninh Phi sốt ruột đến đỏ cả mắt, giàn mạnh thanh trường đao xuống đất, hét lớn, người mau lăn xuống đây, nếu không ta thật sự sẽ trở mặt. Các người nên hiểu rõ, hôm nay ta đến đây là không còn ý định trở về nữa. Nghe vậy, hình phi sững người, tiêu vị nhiên thở dài một tiếng, giọng nói mềm mỏng hẳn đi. Ta biết, phó nhất tiếu mắt lời hắn, nở một nụ cười vẫn ấm áp như xưa, nhưng ta không muốn nói lời cảm tạ. Ta. ta có một lời muốn gửi đến điện hạ, sau đó ta sẽ đi. Ninh Phi, lại đây. Nhất Tiếu chăm chú nhìn hắn đến gần, ánh mắt trong vắt như dòng nước. Hãy nói với điện hạ, vạn lần đừng quên ta, hãy sẵn sàng, vì ta sẽ bám theo chàng đời đời kiếp kiếp. Nói xong, nàng cố rút mạnh mũi tên cắm vào vai, ném vào tay Ninh Phi rồi xoay người nhảy xuống vách đá sâu thăm điện hạ nếu chàng không thể cho ta tình yêu vậy để ta khắc sâu trong lòng chàng khiến chàng không thể nào quên phó nhất tiếu đời đời kiếp kiếp ghi lòng tạc ra ninh phi sững người một lúc rồi ném mạnh mũi tên trong tay quỳ xuống bên vách núi hét lên đầy bi phẫn về phía bóng dáng nàng nhất tiếu đổ ngốc người làm cái gì vậy người lại nhẫn tâm bỏ mặc chúng ta để đi tìm chết sao đồ mốc những người trong đội cấm quân vây bắt cũng đều ngây người trước cảnh tượng bi thương ấy tiêu vị nhiên nhắm mắt ngửa mặt lên trời thở dài theo ta xuống núi báo cáo đi và nhớ mang theo mũi tên đó lúc này mọi người mới hoàn hồn lại một người trong đội cấm vệ run rẩy tiến lại sau lưng ninh phi nhặt mũi tên lên rồi theo tiêu vị nhiên nhanh chóng xuống núi chỉ một lát sau trên đỉnh núi chỉ còn lại bóng dáng của Ninh Phi ngồi lặng lẽ bên vách đá trong gió. Sao ngươi lại làm vậy? Vì sao bao nhiêu năm rồi ta vẫn không hiểu nổi ngươi? Vì sao ta không thể hiểu ngươi như trước đây, khi mọi thứ vẫn chưa xảy ra? Nhất tiếu, Ninh Phi ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng vọng của chàng vang khắp sơn cốc, nhất tiếu, nhất tiếu, vang xa mãi rồi dần tan vào không trung. Dưới chân núi, hạ tĩnh thạch đón nhận mũi tên dính máu tươi của nhất tiếu tay chàng hơi run dày tiêu vị nhiên thở dài một tiếng ninh phi vẫn còn ở trên đỉnh núi tình cảm giữa cậu ấy và nhất tiếu rất sâu nặng nên nhất thời chắc sẽ không xuống ngay đâu nhất tiếu nhờ cậu ấy nhắn với điện hạ rằng nàng sẽ bám lấy chàng mãi mãi đời đời kiếp kiếp hạ tĩnh thạch siết chặt mũi tên trong tay ngần người một hồi lâu rồi nhẹ giọng ra lệnh quay đầu chúng ta trở về Lục Thành. Mười ngày sau, từ Vương Triều Cẩm Tú truyền ra tin tức, Trấn Nam Vương Hạ Tĩnh Thạch khi đang trên đường sang Túc Gia Sa Quốc đón dâu thì mắc bệnh nặng, buộc phải quay về Lục Thành để tĩnh dưỡng. Phó Nhất Tiếu không chết, thân thể nàng nặng nề trôi giạt trên dòng sông chảy xiết dưới sơn cốc, thỉnh thoảng va vào những tảng đá lớn nhô lên khỏi mặt nước, nhưng nàng không hề có ý định bỏ lên bờ. Tâm đã chết rồi, giữ lại thân xác này còn có nghĩa lý gì? Bỗng nhiên, một sợi dây từ đâu nghiêng xuống quấn vào cổ nàng, nàng dãy rủa, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nó. "Đừng cứu ta, nếu ngươi không phải là chàng." Bất chấp sự phản kháng của nàng, sợi dây từ từ kéo về, cuối cùng nàng bị kéo lên bờ cạn, đối diện với một đôi mắt tò mò mà lo lắng. "Ô, ngươi thật sự chưa chết à?" "Sao ngươi lại cứu ta?" Nhất Tiếu yếu ớt hỏi, kiệt sức, mốc ạ. À ta mà không cứu ngươi thì ngươi đã chết thật rồi. Người kia nói, lăng tuyết ảnh đảo mắt, tháo sợi dây trên cổ nhất tiếu xuống. Phó ra giờ không thể quay về nữa, nên sau khi vết thương lành, nhất tiếu đành theo tuyết ảnh trở về lăng ra. Ở đó, khắp sân đều là những hạ nữ xinh đẹp, dịu dàng, ánh mắt điềm đạm, bước chân nhẹ nhàng. Cha của tuyết ảnh là quan giữ thành tào thành, người từng rời bỏ giang hồ vì vợ con và nay quy ẩn với triều đình. Nghe tuyết ảnh kể lại chuyện của nàng, ông chỉ nhẹ nhàng nói một câu, muốn hạnh phúc, phải học cách buông bỏ. Buông bỏ hai từ tưởng nhẹ nhàng mà sao nặng chịu đến vậy. Tình yêu và hận thù cực hạn như giày vò nàng, khiến thể xác và tinh thần không thể chịu đựng nổi. Nàng gắn cây cung bạc lên tường, bắt đầu sống phong túng, chìm trong những cuộc vui nhân gian bốn năm trôi qua. Say rượu và ca hát trở thành cách phát tiết của nàng, cái tên Bình Lăng Tuyết Ảnh, Hồng Nhan Nhất Tiếu đã trở thành chủ đề say xưa trong những cuộc trò chuyện của các công tử Bình Lăng. Nhưng khi khúc nhạc kết thúc, người cũng tan, chỉ còn lại nỗi cô đơn tê tái luôn ám ảnh nàng. Mỗi đêm dài, trái tim từng chịu thương tổn của nàng lại càng thêm trống rỗng. Vì bên cạnh nàng không có chàng trái tim chưa bao giờ lành lặn khiến nàng không dám chạm vào. Chỉ cần nhìn trộm một chút, nàng liền thấy bóng dáng chàng khắp nơi. Bốn năm qua, người luôn bên cạnh nàng là tuyết ảnh. Nàng say, tuyết ảnh vì nàng nấu trà dài rượu, nàng khóc, tuyết ảnh lặng lẽ lau nước mắt cho nàng. Lăng tuyết ảnh, tiểu thư được cha mẹ cưng chiều đến mức kỳ lạ, nhưng lại là người duy nhất an ủi nàng suốt bốn năm qua, như hình với bóng một lần đi dạo thư quán cùng tuyết ảnh, nhất Tiếu từng hỏi, chúng ta không thân thích gì, tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy? Nghe vậy, tuyết ảnh không mần ngại lấy quyển sách đang cầm đập nhẹ lên đầu nàng. Nếu ngươi chết rồi, ta lấy cớ gì để chạy ra ngoài chơi cả ngày chứ? Nói xong, tuyết ảnh liền cười lớn rồi chạy đi. Ngày tháng cứ thế trôi qua, cho đến khi mọi thứ không còn chịu nổi, trái tim nàng như dạn vỡ nỗi nhớ chồng chất không thể kìm nén. Muốn hạnh phúc, phải học cách buông bỏ. Ngày hôm sau, tuyết ảnh lên đường. Trước khi đi, nàng giận dò nhất tiếu phải chờ nàng trở về rồi hãy đến Lộc Thành. Nhất tiếu liền lập tức hứa hẹn. Tuyết ảnh, ta không nuốt lời với ngươi đâu, nhưng nếu ta đoán không lầm, mấy ngày nay Bình Lăng đã bị họ lục soát kỹ lưỡng, chẳng mấy chốc họ sẽ tìm đến đây thôi. Rất nhanh thôi, tiếng vó ngựa rồn dập vang lên, chẳng bao lâu đã đến gần cổng thành Bình Lăng. Từ xa đã nghe tiếng người ồn ào, tuyết ảnh vén rèm xe, nhìn về phía trước. Trước cổng thành vốn rộng rãi này chật kín người, đội quân canh gác chậm rãi chỉ huy, tách riêng ngựa xe và người đi đường thành hai hàng để lần lượt kiểm tra rồi mới cho vào thành. Sao lại lộn xộn thế này? Nữ hầu của tuyết ảnh trao mày, tỏ vẻ không kiên nhẫn. Mỗi lần tiểu thư ra ngoài là như vậy, Sa Phu vừa kéo dây cương điều chỉnh xe ngựa vào hàng dài vừa đáp. Mấy ngày nay đều như vậy, vệ binh cầm hai bức họa ra đối chiếu với mặt từng người. Không rõ trong thành có nhà nào bị mất đồ hay có nô tỳ bỏ trốn. Nhưng tiểu thư cứ yên tâm, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Ánh mắt tuyết ảnh dừng lại ở đám đông hỗn loạn trước cổng thành, hình như. Cô ấy thoáng ngập ngừng. Đột nhiên nàng buông rèm xe xuống, ra lệnh, quay đầu lại, ta không ra khỏi thành nữa. Tạm thời cứ làm theo lời ta dặn. Sa phu sững người, nhưng rồi đáp nhanh gọn, điều khiển ngựa quay đầu. Nữ hầu bên cạnh ngạc nhiên nhìn tuyết ảnh, tiểu thư. Tuyết ảnh nhíu mày, ra hiệu im lặng, không cần hoảng hốt, về đến nơi rồi nói sau. chương năm vừa sáng sớm, tiêu vị nhiên đã đổi tới bình lăng, không kịp nghỉ ngơi mà cùng đứng với ninh phi ở cổng thành ninh phi nhìn qua có vẻ tiều tụy hơn vì hai ngày bám theo hành trình đôi mắt thâm đẫm tơ đỏ mệt mỏi nhưng vẫn kiên nhẫn quan sát đám người qua lại mà không lơ là phút nào tiêu vị nhiên vỗ vai hắn ngươi đi nghỉ ngơi một lát đi ở đây có ta canh chừng là được ninh phi lắc đầu chỉ một lát nữa là người từ những trang viên cuối cùng sẽ quay lại báo cáo ta vẫn nên chờ ở đây lời vừa dứt hắn bỗng im lặng chỉ tay về phía xa lớn tiếng ngăn chiếc xe ngựa kia lại. Tiêu vị nhiên lập tức quay đầu, nhìn theo hướng tay của hắn, thấy một chiếc xe ngựa đơn sơ đang quay đầu để đi ngược lại. Chưa kịp phản ứng, Ninh Phi đã lao đi như bay về phía chiếc xe. Chỉ trong chốc lát, chiếc xe ngựa đã bị binh lính bình lăng vây kín. Ninh Phi bước nhanh tới chiếc xe, nghiêm giọng hỏi, xe ngựa này của nhà ai? Định đi đâu? Tại sao vừa thấy kiểm tra đã vội vàng vòng lại? Thấy tình cảnh này, Sa Phu sợ hãi đến mức không thốt nên lời. Bên trong xe im lặng một lúc, rồi một giọng nhẹ nhàng tựa gió thoảng cất lên, ta là Lăng Tuyết Ảnh, con gái duy nhất của thành thủ Lăng Vũ Quang ở Tào Thành. Vốn định ra khỏi thành về quê trong dịp Trung Nguyên, nhưng chợt nhớ ra một món đồ quan trọng còn để quên ở biệt huyền nơi đây, nên quay lại lấy. Ninh Phi sắc bén nheo mắt, khẽ chắp tay nói, tại hạ phụng mệnh Trấn Nam Vương truy bắt đào phạm. Xin mời Lăng tiểu thư xuống xe để ta kiểm tra danh điệp được không? Chiếc ngọc bội trên xe khẽ lay động, phát ra tiếng kêu dễ nghe, tấm màn xe hơi nhấc lên, một bàn tay trắng nõn mảnh mai vươn ra, cầm theo một tờ danh điệp, giọng nói tiếp tục, Tuyết Ảnh chưa xuất giá nên không tiện ra mặt, danh điệp đã có đây, xin đại nhân nhanh chóng xem qua rồi cho đi, để không làm chậm hành trình của Tuyết Ảnh. Tiêu vị nhiên bước tới nhận danh điệp, lật xem qua rồi lắc đầu với Ninh Phi, trả lại danh điệp qua cửa sổ. Ninh Phi thoáng thất vọng, nhưng vẫn lễ phép chắp tay nói, tiểu thư xin cứ đi. Bàn tay mềm mại lại vươn ra từ trong rèm, đón lấy danh điệp từ tay tiêu vị nhiên, khẽ đáp, đa tả. Thấy binh lính đã tản ra, sa phu run run kéo dây cương, chú ngựa thở phì phì qua mũi rồi bắt đầu kéo xe tiếp tục đi về phía trước. Ninh phi dõi theo chiếc xe ngựa chậm rãi rời xa trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lùng không tan đi được. Bất chợt, hắn nghe tiêu vị nhiên thở dài, cái tên thật hay. Tên đó, hai chữ tuyết ảnh, hắn đã từng nghe qua ở hoa gian các. Trong mắt Ninh Phi ánh lên tia sắc bén, ta nghĩ, chúng ta đã tìm thấy nhất tiếu. Tuyết ảnh không chờ gỗ mục đỡ, từ càng xe đã nhanh nhảy xuống, phóng như cơn gió thốc vào hậu viện. Nhất tiếu, nhất tiếu, nhất tiếu tuyết ảnh đập mạnh cánh cửa phòng của nhất tiếu, hét lên, nhanh thu dọn đồ đạc rồi lánh đi một lát, cửa thành bên kia đã giới nghiêm, chắc là đang truy bắt ngươi. Nhất tiếu từ từ đặt chiếc công bạc trong tay xuống, hỏi, sao ngươi lại trở về? Tuyết ảnh chạy quanh phòng một vòng, gom đồ đạc lộn xộn thành một đống trên bàn, cửa thành đã có chạm gác, trong thành có lẽ cũng đang kiểm tra từng nhà, xe ta vừa rồi cũng bị chặn lại kiểm tra danh điệp bây giờ ngươi hãy mang theo đồ đạc cần thiết, ra bằng cửa sau, xuyên qua hẻm nhỏ mà đi. Ngươi trốn ở đâu cũng được, nhớ tìm gặp ta sau. Ta phải đi rồi, ở lâu sợ họ sẽ nghi ngờ. Nói liền một mạch, thấy nhất tiếu vẫn cúi đầu lau cung bạc, nàng nóng ruột giật lấy cung từ tay hắn, ngươi đã hứa đợi ta trở lại rồi cùng đến lộc thành, không được nuốt lời. Nếu không, nếu không ta sau này sẽ không bao giờ để ý đến ngươi nữa nhất tiếu thở dài đặt đồ trong tay xuống ta không muốn thất hứa với nàng nhưng mà dừng lại một chút nhất tiếu chỉ về phía cửa phòng lớn sau lưng nàng nàng nên ra đón khách trước đã đứng ngoài cửa là ba người khí chất ôn hòa chính là tiêu vị nhiên đôi mắt đầy vẻ giận dữ là ninh phi và đứng sau cùng sợ hãi cúi đầu là thị nữ gỗ mục thấy nàng bước tới tiêu vị nhiên nở một nụ cười nhã nhặn điềm tĩnh nói vị cô nương này trông thật quen, xin hỏi quý danh. Nhất tiếu vội đứng chắn trước tuyết ảnh, che ánh mắt giận dữ của hai người kia, khẽ nhếch khóe môi cười nhạo, nhị vị công tử trông cũng rất quen, nhưng chi nhớ của thiếp dạo này không tốt lắm. Không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu và vào khi nào. Ninh Phi lập tức hét lớn, người còn dám giả vờ ngây ngô nữa sao? Tuyết ảnh đầy nhất tiếu ra, tiến đến chỉ thẳng vào mũi Ninh Phi, mắng, đồ đê tiện, ngươi đã theo dõi ta. Ninh Phi cười lạnh, tội chưa chấp đào phạm ta còn chưa tính với ngươi, mà ngươi dám chỉ tay vào mặt ta để nói chuyện. Tuyết ảnh ngừng bước, nói lớn, ai nói nhất thiếu là đào phạm. Lấy lệnh bắt ra đây, Ninh Phi liếc nàng khinh bỉ, làm sao ngươi biết đào phạm ta nói chính là nhất thiếu. Tuyết ảnh chán nản, không buồn đáp, bắt đầu nhìn quanh tìm món đồ gì đó tiện tay để xóa đi vẻ mặt đáng ghét của Ninh Phi. Nhất tiếu, Tiêu Vị nhiên khép quạt lại nói: Nếu ngươi vẫn còn sống, sao mấy năm nay không có một chút tin tức nào, khiến chúng ta đều tưởng rằng ngươi đã chết? Nhất Tiếu mỉm cười nhìn hắn, người mà các ngươi muốn tìm đã chết từ bốn năm trước rồi. Nghe vậy, Nick Phi tức giận quát lên: Ngươi còn dám nhắc đến chuyện bốn năm trước sao? Lúc ấy ngươi chẳng nói rõ điều gì đã nhảy xuống, đến hôm nay nghĩ lại lòng ta vẫn nặng trĩu. Lời chưa dứt, sắc mặt hắn bỗng biến đổi cảm nhận luồng gió đột ngột từ phía sau, hắn lùi lại hai bước theo phản xạ. Tuyết ảnh tay cầm chiếc sẻng, thấy hắn tránh được, tức giận thở dốc, nếu không phải cha ta mất mà chưa kịp dạy ta võ công, hôm nay ta đã đập đầu chó của ngươi vào bụng rồi. Nhất tiếu thở dài, bước tới cầm lấy sẻng, đưa ta đi, không lại gãy tay rồi còn kêu trời trách ngươi. Ánh mắt tiêu vị nhiên lóe lên ý cười nhưng nhanh chóng vụt tắt, nhất tiếu, về cùng chúng ta đi năm đó điện hạ đã ra lệnh cho cấm quân giữ kín sự việc chỉ công bố ngươi được phái đi công vụ nếu ngươi về nhận tội với điện hạ ngài sẽ không làm khó ngươi đâu nhất tiếu thoáng nhìn hắn đáp không cần sau bốn năm lang thang ta không còn hợp với cuộc sống ngựa chiến nữa về chỉ khiến điện hạ thất vọng mà thôi ninh phi dè chừng tuyết ảnh nhưng vẫn không kìm được lên tiếng ta nghe nói khi chuyện xảy ra mới biết tâm ý của ngươi nếu về cùng chúng ta chẳng phải sẽ được ở bên điện hạ sao? Có lẽ trời định ngươi và điện hạ cuối cùng sẽ nhất tiếu mắt lời hắn. Có thể trong mắt ngươi, mọi thứ đều do trời định, nhưng theo ta, tất cả chỉ là lựa chọn của chính mình. Ta chưa từng nghĩ rằng yêu hay không yêu phải tuân theo thiên ý. Với ta, đó là có thể hay không thể có, thuộc về ta hay không thuộc về ta mà thôi. Đúng vậy, nhất tiếu đâu phải không có ai muốn, kẻ không biết trân trọng thì không xứng có được nàng nhất tiếu đi với ta tuyết ảnh nói rồi liền nắm lấy tay nhất tiếu nhưng ninh phi nhanh hơn một bước ngăn nàng lại không được nàng phải về lộc thành cùng chúng ta thấy hai người lại sắp tranh cãi nhất tiếu xoa thái dương không cần cãi nhau nhìn về phía tiêu vị nhiên nhất tiếu cười danh mãnh thật ra dù các ngươi không đến ta cũng định rời đi rồi nếu các ngươi đã tìm thấy ta thì cuộc sống bình yên của ta cũng coi như chấm dứt Tuyết Ảnh hừ một tiếng bên cạnh, "Nếu vậy, gỗ mục, ngươi về báo với cha ta rằng ta không trở lại nữa, ta sẽ đi Lục Thành cùng nhất tiếu." Hạ Tĩnh Thạch bước vào trắc điện, chỉ thấy Ninh Phi và Tiêu Vị Nhiên đứng đó với vẻ mặt lúng túng, liền ngạc nhiên hỏi, "Chẳng phải nói đã đưa người về rồi sao? Nàng đâu?" Ninh Phi dùng khuỷu tay thúc nhẹ Tiêu Vị Nhiên, Tiêu Vị Nhiên hắng giọng, gượng cười, "Điện hạ, người thì quả là đã đưa về." nhưng nàng bảo là cần ghé qua nhà bằng hữu trước có chốt việc nên kiên quyết đòi về phủ trước nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ vào bái kiến điện hạ hạ tĩnh thạch thở dài vẫn là tính cách bướng bỉnh ấy nếu biết sớm nàng ở bình lăng ta đã sớm đến đón nàng trở về ninh phi ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi hạ tĩnh thạch liếc nhìn hắn có gì thì nói đi đừng ngập ngừng thế ninh phi im lặng một lúc cuối cùng hạ quyết tâm nói điện hạ nhất tiếu. Nàng đã vừa nói đến đây, hắn ngưng lại, cau mày. Trong mắt hạ tĩnh thạch lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, nhất tiếu làm sao? Là bị thương do ngã xuống vực năm đó ư, rồi sắc mặt ông chợt tái nhợt, chẳng lẽ nàng đã thành tàn phế? Không, không phải vậy, tiêu vị nhiên liếc Ninh Phi một cái đầy trách móc, là cái miệng vụng về của Ninh Phi thôi. Thần chỉ cảm thấy nàng có phần không giống như trước, nhưng không nói rõ được chỉ cần điện hạ đợi thêm vài ngày sẽ thấy rõ khi gặp nhất tiếu. Hạ tĩnh thạch yên lặng nghe, rồi giơ tay ngăn lại, không cần chờ, bản vương sẽ tự mình đi gặp nàng. Ninh Phi ngạc nhiên, điện hạ, ngài đừng quên, hạ tĩnh thạch khẽ mỉm cười, bản vương chưa bao giờ để những kẻ nham hiểm trốn chui trốn ngùi vào mắt. Đi thôi, phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn